Hello, welcome to Eden Garden English. Chào mừng tất cả mọi người đến bài học ngày hôm nay. Unit 6, Communicate. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số từ vựng mới. Thầy sẽ đọc các từ từ trái sang phải. Day, nghĩa là ban ngày. Night, là ban đêm. Morning, là buổi sáng. Midday là buổi trưa. Afternoon là buổi chiều. Evening là chiều muộn, chiều tối. Bây giờ thầy sẽ đọc lại các từ từ trái sang phải thêm một lần nữa nhé. Day, day. Night, night. Morning, morning. Midday, midday. Afternoon, afternoon. Evening, evening. Bây giờ ở dưới là một bảng phân chia là morning, midday, afternoon, evening, night, là các thời điểm trong một ngày, tương ứng với các hoạt động là sleep, ngủ, play, chơi, eat, ăn, work, làm việc. Thì hãy căn cứ vào những việc làm hàng ngày của các em và điền các hoạt động với mốc thời gian tương ứng trong ngày. Mỗi bạn sẽ có một bảng kết quả khác nhau. Các em hãy tự điền theo đúng với lịch trình hàng ngày của mình nhé. Ví dụ như là buổi morning, buổi sáng này chúng ta sẽ là eat, là ăn đúng không? Sau đó thì đi làm, work. Midday thì chúng ta có thể là play, có thể là sleep. Các em tự điền nốt hoàn thành vào bảng của mình nhé. Tiếp theo là về một kỹ năng viết thì question marks. Đây là dấu hỏi chấm. Dấu hỏi chấm kết thúc ở cuối của những câu hỏi. Ví dụ, what is it? Who are they? Who are you? How are you? Đều, đây là những câu hỏi và chúng ta phải có dấu chấm hỏi ở cuối mỗi câu. Bây giờ, chúng ta thử cùng làm ví dụ ở dưới nhé. Câu số 2. There's a chick in the nest. Đây là một câu trần thuật, không phải câu hỏi. Như vậy thì chúng ta điền là một dấu chấm. Một đặc điểm nữa để phát hiện những câu hỏi đó chính là bắt đầu bằng những từ để hỏi như là what, where, when, how, who. Câu số 3, what are these? Đây rõ ràng là một câu hỏi. Như vậy là chúng ta sẽ điền là dấu hỏi chấm. Câu số 4, where is the crab? Như vậy đây cũng là một câu hỏi. Câu số 5, the honeybee is under the hive. Đây không phải là một câu hỏi, bởi vì nó không bắt đầu bằng từ để hỏi, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc bằng một dấu chấm câu. Câu số 6, where's the reserve? Bắt đầu bằng where, như vậy đây chắc chắn là một câu hỏi rồi. Chúng ta sẽ điền là dấu chấm hỏi. Bài học đến đây là kết thúc. Goodbye!